Rét làm gì đây? Rét. Đang ăn gì con? Đây đây, nhà mình đang nướng tôm ban đêm đây các bạn. Ba của Đét nha. Ba nè, đây nhà đĩa tôm này, thịt này các bạn. Đâu 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 đâu. À ngon quá. Vàng. Vàng quá. Đâu đâu đâu. À ăn to cái này. Đâu. À nhìn chói nhìn ngon quá. Đây là buổi tối nha các bạn. Các bạn nhìn này, từ tối này, từ tối này. Đây. Mình, ba mình là đầu bếp. Vừa chạy mỡ ra, nó chạy mỡ ra, nó thịt đó mẹ. Con nhìn mấy cái miếng ở xa xa kia như vậy là chín rồi. Chưa, cứ chín chín thêm kỹ nữa. Tôm thì sơ sơ thôi ba. Tôm chín quá nó teo lại, cái vỏ lại không bóc được luôn á. Ngon quá các bạn ơi. Mùi thịt nướng thơm quá các bạn. Ừ. Khéo đổ, bỏ xuống đất tôm, đi. Tôm cầm như đi. Vậy là. Tôi đi ra để ăn, để cái đĩa lên cái ghế. Rồi thì nó vô nhà là ăn nhá. Đó.